đến vẽ cầu thang này. Đây tôi có một cầu thang đúng không? Để vẽ cầu thang thì các bạn dùng Architect nhé. Các bạn dùng vào Architect này, các bạn chọn Style này. Style là để vẽ cầu thang này, vẽ được 8 cấp này. Đó. Và chúng ta chọn cái Grid Sketch này. Cầu thang này để vẽ nó có 3 thành phần. Thứ nhất là cái boundary này, chính là cái đường đường bao màu xanh này, đường bao màu xanh bên ngoài của cái cầu thang ạ. Đường bao bên ngoài nhá, các bạn nhìn này. Đây là cái đường bao bên ngoài này. Đó. Chúng ta vẽ trước tiên là chúng ta vẽ cái đường bao bên ngoài này. Chúng ta lên tầng 2 để xem thang thấy đâu ạ. À, thang này nó chạy thẳng lên hết. Đó. Và đến thành phần thứ hai là cái line. Line chính là cái bậc. Chúng ta vẽ bậc nó sẽ có màu đen như này. Đó. Chúng ta có bậc màu đen như này. Đây là cái bậc chéo này. Line. Đó chính là bậc nhá. Line là bậc nhá. Và chúng ta copy đi nhanh. Đây, copy theo cái đường file cat chúng ta import vào ạ. Rồi, cái thành phần thứ ba chính là cái stair path này. Stair path các bạn hiểu nó là cái đường dẫn của cầu thang, tức là hướng của cầu thang đi như thế nào. Nên là chúng ta đi từ đây lên đây và chúng ta đi lên đây. Đó. Tất cả cái này nó phải là biên dạng kín nhé, nó khép kín với nhau không hở ra này. Không được thừa ra thế nào. Và các bạn ấn Finish. Đấy, nó tạo ra cho chúng ta một cái cầu thang như này. Các bạn thấy là cái thang của chúng ta nó đang ra vấn đề, các bạn thấy cái thang của chúng ta nó đang ngược chiều đúng không ạ? Chúng ta đi chiều từ chiều này lên. Thì các bạn vào trong này, các bạn kích vào cái thang này. Các bạn chọn Flip này, nó sẽ lật lại chiều của chúng ta. Đó, các bạn thấy chưa? Flip tiếp. Ok. Khi vẽ thang xong thì tự động David sẽ tạo cho chúng ta nôn lan can, không phải đi vẽ lan can làm gì nữa. Tự động tạo cho chúng ta luôn. Các bạn chỉnh lại số bậc lên nhé. Ví dụ đây cái bậc thiết kế bậc thực tế là đang 21 bậc, nhưng đây chúng ta vẽ 19 này, chúng ta chỉnh cái này là 21 này để nó về đúng cái số bậc của chúng ta là 21 bậc. Ok, đó, được chưa ạ? Còn cái phần tường này nhé, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh như sau này. Các bạn đó, các bạn kích vào thang, các bạn chọn hộp Selection Box này nhé. Đó, nó sẽ ra cái 3D của cái phần này thôi. Và cái phần tường này chúng ta làm như sau này, chúng ta kích vào tường này, chúng ta chọn Edit Profile, kích vào đây. Cái bức tường này hoàn toàn chúng ta có thể chỉnh lại được cái biên dạng của nó nhé. Đấy, nãy là nó tường thẳng như này, giờ tôi làm một tường như này thôi. Đó, nó chỉ đi lên tới cái thang thôi. Còn cái tường này tôi sẽ kéo nó xuống bằng này. Hoặc là các bạn vẽ một cái mặt phẳng tham chiếu đây và các bạn attach lên thôi. Ok chưa? Rồi, cái này thì nó sẽ lên dưới sàn đúng không ạ? Rồi, tôi tắt cái system box đi. Ok, đến đây chúng ta đã xong, coi như là gần xong cái phần tầng 1 đúng không ạ? Bao nhiêu bạn thấy Revit nhanh, sướng đúng không ạ? Các bạn comment phím 1 đúng không ạ? Vừa nhanh vừa sướng, các bạn comment phím 1 đúng không ạ? Quá nhanh ạ, đúng không ạ? Để vẽ được một bằng két, một cái mặt bằng két như này, các bạn ít nhất phải mất hàng tiếng hồ, đúng không ạ? Là từ cái đồ nội thất, từ cái bức tường vẽ từng đường ngang một, từ mặt cầu thang. Và chúng ta chỉ có một cái vẽ két, chúng ta chỉ có một mỗi cái mặt 2D thôi. Đây chúng ta luôn có vẽ xong 2D phát chúng ta có luôn 3D. Quá nhanh đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục đến phần tầng 2 này. Tầng 2 thì để bắt đầu tôi sẽ vẽ cái phần sàn tầng 2 trước. Để vẽ sàn thì các bạn dùng floor nhé. Các bạn dùng floor đây. Lệnh tắt của nó là SB. Các bạn comment SB được không ạ? SB.
bạn có một SD ạ. Đó. Thì trong ngày sàn chúng tôi cũng đã tạo ra rất nhiều loại sàn này rồi. Ở đây tôi sẽ chọn một cái sàn, ví dụ sàn là kết cấu 100 này. Đó. Và sàn thì chúng ta cũng vẽ một cái biên dạng kín nữa. Ra cứ vẽ một cái biên dạng kín hình như thế này. Tối là các bạn vẽ cái biên dạng kín nhé. Các bạn mà để hở là nó không báo lỗi này đấy ạ. Ai tập về nhà thì các bạn hoàn toàn có thể, nếu các bạn nào có template của chúng tôi rồi thì các bạn hoàn toàn có thể dùng theo những cái file, những cái công trình mà đã cung cấp trong cái file template ấy. Đó. Chúng ta sẽ có cái vừa có video hướng dẫn này, vừa có cái file công trình mẫu chúng ta có thể luyện tập trên đấy. Đó, các bạn thấy chúng ta tôi tạo luôn một cái sàn chẳng hạn, đúng không ạ? Giờ tôi sẽ tục cái nỗ cầu thang thì tôi sẽ dùng cái công cụ là SAP Opening. Công cụ này chuyên để nỗ sàn, nỗ thang SAP Opening. Chúng ta vẽ cái biên dạng cần đục này, tôi ví dụ đục phần này. Đó, vẽ vẫn phải biên dạng kín nhé, thì như thế OK. Đó, các bạn thấy chúng ta có cái nỗ của thang hôm nay như thế này, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có những cái nét tường giao với sàn ở đây, những nét thừa đây. Để được xóa những cái nét thừa này, chúng ta có thể dùng này, zone. Đây, zone. Chúng ta zone lại thì nó sẽ tự động mất luôn. Nó sẽ cắt hết cái phần tường thừa. Đây là cách chúng ta trừ đi các khối lượng giao nhau đấy ạ. OK. Rồi, chưa. Tiếp tôi sẽ vẽ tiếp phần tường tầng 2 nhé. Đối tường tầng 2 chúng ta vẽ y như tường tầng 1, cũng dùng lệnh đáp như A. Chúng ta dùng lệnh đáp như A này. Chọn tường 210 vẽ tầng 3 này. Đây là World Center nhá. Tầng 2 chúng ta sẽ chọn đây con trên là tầng 2 thôi, nên tới tầng 3 thì top con trên là tầng 3. Đó, tương tự với tầng 1 thôi. Chúng ta chỉ đổi lại cái top con trên là bay con trên thôi, không khác gì đâu ạ. Đó, tôi vẽ tương tự tầng 2 nhá. OK, giờ tôi sẽ vẽ tường văn phòng này, lại chọn tường 10 và Victorio này. Tiếp, các bạn cứ vẽ lần lượt từng bức tường của bạn, rất là nhanh đúng không ạ? Tường thậm chí vẽ xong là có luôn nét hách trong ra luôn, đỡ không phải đi ngồi hách từng cái tường như bên AutoCAD rồi. Chúng ta chỉ đây biết chúng ta chỉ được khai báo vật liệu là có luôn nét hách, cắt qua tường nó nét hách như nào, muốn hách kiểu gì các bạn phải chọn luôn. Chúng ta cứ vẽ cái phần khung trước nhé, vì sau đó sau khi vẽ xong phần khung thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại theo cái mặt bằng 3D sau. Đó. Đấy là cách để vẽ nhanh, còn các bạn mà cứ vừa vẽ vừa chỉnh thì nó rất là lâu. Ở đây chúng ta có một cái này giống như một cái ô thông tầng đúng không ạ? À, tôi có thể phát cái ô thông tầng ra. Chúng ta ra đây xem này, chúng ta đã xong phần tầng 3, tầng 2 đúng không ạ? Đây đằng sau là có một cái bức tượng tường này kéo dài ra đúng không ạ? Kéo dài tường ra thì phải kích vào cái điểm này, nó có cái điểm này nó cầm nó kéo, nó tự động kéo dài tường.
tiếp tôi đến phần cửa tầng 2 này. Đây là rồi nhá. Các bạn nhớ đây, đây là cửa nhá. Có bạn bạn Phan Tứ hỏi là sao chúng ta không vẽ kết cấu luôn, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ kiến trúc kết cấu được luôn, nhưng mà bây giờ tôi đang hướng dẫn các bạn vẽ cái phần kiến trúc trước. Kiến trúc, bởi vì khi các bạn biết là khi chúng ta làm phối cảnh hay làm mặt bằng ấy, thì cái phương án chúng ta nó thay đổi liên tục. Nếu mà chúng ta cứ vừa vẽ kiến trúc xong là chúng ta lại cho thêm cuộc, cho thêm dần vào, sau đó mỗi lần thay đổi chúng ta lại đi cập nhật lại từng cái thì nó rất là mất thời gian. Nên là chúng ta vẽ kiến trúc thì chúng ta chỉ vẽ cái phần kiến trúc trước đã. Còn sau khi chúng ta chốt hết mặt bằng, chốt hết phối cảnh thì bắt đầu chúng ta mới đi bố trí mới cuộc vào, chúng ta thêm dần vào. Thì lúc đấy chúng ta không phải mất công chỉnh lại nhiều lần. Mà chứ bây giờ các bạn mà cứ đi vẽ cả kiến trúc cả kết cấu vào thì các bạn chỉnh phát thì các bạn lại phải đi chỉnh lại hết, nó rất mất thời gian, đúng không ạ? Đấy. Nên là cái việc vẽ kiến trúc ở đây này thì nó rất là nhanh, chứ cũng nó giống như các bạn đặt một cái bàn hay một cái giường mà thôi. Các bạn chỉ việc gọi cái cột ra các bạn đặt vào. Đó. Nó còn nhanh hơn cả vẽ tường. Các bạn chỉ kích một tiếng phát là nó đặt luôn. Nên là các bạn không phải năng tăng cái đấy. Bây giờ chúng ta kiến trúc chúng ta cứ làm sao vẽ kiến trúc đã, còn kết cấu thì vẽ sau, đấy quá đơn giản. Rồi, tôi tiếp tục vẽ cửa nhá. Đây có một cửa thang đúng không ạ? Một cửa vệ sinh này. Đây tôi có một cửa trượt là khu phơi đồ đúng không ạ? Đây tôi có cửa trượt này. Cửa này to, chúng ta có thể chỉnh lại thông số. Tôi đi những kích thước ở đây xem nào. Bao nhiêu để tôi đặt cửa này? 2m05 một chẳng 2050. Ok. Đó. Di chuyển vào. Trên mô chúng ta hoàn toàn được giữ và kéo các cái đối tượng chúng ta nhé. Chứ làm két thì các bạn không thể làm cái việc đấy, đúng không ạ? Đó, cửa này có rồi đúng không ạ? Tiếp, đến phần đồ mặt thắt điện. Tiếp tục CM. Lại đặt xếp hình. Đó, tôi sẽ đặt một mặt nha các bạn. Okay. Tiếp chúng ta hoàn toàn để cầm kéo điều chỉnh kích thước nhé. Giường là tiếp là tương tự như phần tầng 1 đặt đồ dưới tầng 1 thì tôi sẽ làm nhanh nhé. Các thư viện thì tôi sẽ hầu như trong phần cái template tôi đã có đủ cả rồi. Bạn chỉ việc cho đọc thôi. Tôi sẽ làm nhanh cái phần này để chúng ta bớt cái thời gian. Nên nó sẽ rất là mất thời gian. Chúa là các bạn thành thạo với cái lệnh dựng tường thôi, và các cái lệnh sàn rồi thang đặt đồ dựng thắt thôi, không có gì phức tạp cả. Máy đặt này. Ok,
vệ sinh giống tầng 1 thì tôi hoàn toàn có thể copy từ tầng 1 đến tầng 2 nhé. Các bạn chọn đối tượng cần copy này. Copy ở đây. Và paste. Chọn tầng này. Đó, bên tầng 2 chúng ta có các thiết bị vệ sinh bố trí như tầng 1. Nan can thì tôi đã ví dụ tôi có một cái nan can. Nan can chúng ta dùng reopening này. Sau chúng ta có cái reopening đúng không? Có nan can thì vẽ nan can thôi. Vẽ một cái đường thẳng. Finish. Nào vào đây chúng ta có nan can. Ok chưa? Kizato sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng. Có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu, cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với Học viện Gizento, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay, chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khoa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khoa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Gizento so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công. Sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Gizento cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Gizento, học thực tế, ứng dụng nhanh.